Nói chung là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm thì em xây nhà rồi, giờ cần đàn bà xây tổ ấm nữa là được. Ở đâu? Em nhà ở quê. Anh thấy là Nam ra trước hình như hên đó. Rồi cho Nam ra trước đi. Bây giờ mình cho Nam ra trước đi ha. Bạn Nam xuất hiện. Wow. Chào bạn. Tôi sẽ quen em à, chào anh Linh. Chào chị Cát Tường, chị Cát Tường. Quen lắm rồi nha. Dạ, hôm em có tới cổ vũ trong đoàn của em. Em Nguyễn Văn Tý, em tới từ Nghệ An. À, nhớ Tý. Dạ, dạ. Tý thì cổ vũ cho chuột. Thế cho mèo. Cho mèo. Dạ. Cho bạn của mình xong ngồi dưới đứng lên trả lời anh kêu là bạn có người yêu chưa đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Xong mà nói chưa cái nó tham dự luôn rồi nay dự nữa hả? Em đăng ký lâu rồi lắm rồi anh. À. Dạ, em đăng ký. Rồi bữa nay rồi Tý đi rồi có ai đi theo ủng hộ Tý nữa không? Dạ không, hôm nay em không có ai hết á chị. Buồn vậy. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước ra sân khấu. Dạ chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Em tên là Tâm, em 22 tuổi. Hiện em đang làm kế toán ở một công ty tư nhân ở Vũng Tàu ạ. Rồi, mình rồi đó, bây giờ giới thiệu đi. Em tên là Nguyễn Văn Tý, em đến từ Nghệ An. Em năm nay 32 tuổi. Em làm bên sản xuất đồ gỗ nội thất. Bên đó 32, bên này 22. Em có thấy là lớn quá không? Cũng hơi lớn chút xíu à. Hơi lớn xíu ha. Em mới 22 tuổi, xin... Tại sao không có người yêu? Công việc của em thì chủ yếu là làm ở văn phòng. Các đồng nghiệp thì có gia đình hết rồi. Môi trường là không có nam giới phù hợp ạ. Mà từ trước giờ có mối tình nào chưa? Dạ em cũng có hai mối tình rồi. Nhưng mà do cũng không có hợp nhau nhiều thứ nên không có đi đến được hạnh phúc. Mà bây giờ là thật muốn tìm bạn trai để hẹn hò hay là muốn lấy chồng? Dạ em trước hết là em muốn tìm hiểu sau mới được thì em đi tới hôn nhân luôn ạ. Bao nhiêu lâu nữa thì tiến tới hôn nhân được? Có thể là 3-4 tháng gì đó. Hả? Cái gì mà 3-4 tháng nhanh vậy? Mới 22 tuổi 3-4 tháng gì đó lấy chồng luôn? Dạ vì em tuy em nhỏ nhưng mà em hơi chín chắn so với mấy người cùng tuổi ạ. Vậy là trước mắt là thấy thuận lợi đó. Tại chị thấy cái anh bên kia ảnh 32 rồi, nghĩ chắc anh muốn lấy liền. Dạ. Em chị lấy sợ liền em phán cho câu quen sau 5 năm nữa mới cưới thì chắc ảnh chờ không nổi. Dạ. Em 1 tháng luôn. Em giờ không? Em giờ là em muốn vợ lắm rồi anh. Nhưng mà bây giờ Tý chuẩn bị gì để lấy vợ chưa? Dạ cũng chuẩn bị rồi chị. Có nói chung là đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm thì em xây nhà rồi, giờ cần đàn bà xây tổ ấm nữa là được. Ồ được. Nhà ở đâu? Em nhà ở quê. Nghệ An hả? Dạ dạ. Không, nhưng tương lai của em là em xác định về quê. Lấy vợ là đem vợ về quê hả? Dạ thì nói chung là không nhất thiết là phải về bây giờ, nhưng mà em hướng là tương lai sẽ là về quê. Ý ảnh là cương quyết là coi như là dưỡng lão ở quê đó. Dạ. Dạ cũng được ạ, nếu mà gọi là thuyền theo gái, gái theo chồng. Sao cô này gì cũng được cho ta, dễ vậy ta. Như về Nghệ An xa lắm á bạn. Không có xa, gần em mà. Em ở đâu? Em ở Hà Tĩnh à, em rất là gần. Trời ơi. Thì ra là vậy. Tưởng đâu trong Sài Gòn mà dám đi ra tới ngoại ở, làm dâu ở ngoại. Chứ đi mô rồi cũng nhớ về Hà Tĩnh hả? Dạ, dạ, dạ đúng rồi. Thôi bây giờ giới thiệu một chút nè. Dạ. Điểm mạnh, điểm yếu. Dạ em thì em vui tính, em rất là tốt bụng và không lăng nhăng. Còn khuyết điểm của em thì sợ ma, ngủ trễ và nhiều chuyện. Nhiều chuyện là sao? Nói chung là có chuyện gì là của bạn bè em là em đoán được hết á. Rồi chuyện của mình kể cho người ta nghe luôn. Không, cũng kể chút xíu thôi. Cái gì mình tán được là mình tán. Còn chuyện của mình không có tán thì mình không nên tán hay không. Nói chung là chuyện mình không có nói, mình kể chuyện người khác cho người khác nghe thôi. Rồi đúng rồi, đúng rồi. Vậy thôi. Rồi sao có Tý có thích vợ nhiều chuyện không? Em thì thế nào cũng được, em cũng dễ lắm. Nhưng mà cứ khi nào mà làm xong công việc rồi thì muốn nói đến khi nào thì nói. Đó, mình là ta nhận khuyết điểm rất là rõ ràng, ta chân thật như vậy đó. Rồi. Bạn tự nhận khuyết điểm đi. Em biến làm việc nhà lắm. Từ khi bị dồn vào đường cùng thì em mới làm việc nhà luôn. Nhưng nữa có vợ lại cứ bắt vợ nấu hoài. Thì nói chung là sau đó mình phải suy nghĩ chứ anh. Lấy vợ về rồi mình phải lo cho gia đình. Thì cái đó mình tất nhiên em cũng muốn là mình tự ý làm thôi. Chứ cũng không muốn là vợ bảo anh giặt cho em cái đồ hay là gì, rửa cho em cái bát. Thì em cũng không có muốn vậy. Rồi cái tật xấu nào mà bạn thấy bạn không thể khắc phục được? Chắc là em nghiền đá banh. Đá banh không sao, thể dục thể thao đá banh anh ạ. Đá banh với lại đi xem đá banh là cũng nè nè, bên đây cũng thích đá banh nè. Em thích đá banh lắm. Hồi trước cái hồi em còn sinh viên á, em mê quá, 2 giờ sáng vượt rào em đi xem luôn. Vượt rào đi xem luôn? Dạ hôm đó rách quần.
Hai vợ chồng này mùa World Cup chắc là mệt lắm nè. Vậy thế em hâm mộ câu lạc bộ nào? Em thích đội tuyển Brazil với là đội tuyển Anh á. À vậy hả? Anh thích đội tuyển Đức, vừa rồi nó phá nát Brazil đến 7-0. Bạn có những cái ưu điểm như thế nào? Ưu điểm thì em cũng là một người rất là hòa đồng, là cũng biết chia sẻ, cũng biết giúp đỡ mọi người. Thích mẫu bạn trai như thế nào? Dạ em thích bạn trai của em cao 1m65 trở lên, có da có thịt chút xíu, đừng có ốm quá. Ốm là ốm không có sướng. Em có ốm quá không anh Linh? Không. Cao nhiêu? Cao nhiêu? Cao 1m65. Đây dư sức luôn. Rồi được. Điểm nào không thích ở bạn trai? Em không thích bạn trai em gia trưởng, khó tính, không biết nấu ăn. Căng à. Có gia trưởng không? Gia trưởng thì chắc là em cũng không có. Không nhưng có. Mà không biết nấu ăn là có rồi đó. Dạ, nhưng mà em lại ăn rất là nhanh. Cũng là khuyết điểm mà cũng là ưu điểm luôn. Là bởi vì là em ăn về nhiều khi em không biết là nó ngon hay là không. Nói chung là dễ nuôi, dễ ngon. Nuôi. Còn không thích gì nữa không? Không thích nhậu về khuya quá. À có nghĩa nhậu được mà nhớ về dạ, chơi với em mà được. Nhậu rồi. Được. Mà nhậu được thì cho em đi nhậu với. À, nhậu được không? Em nhậu được mà. Uống được nhiêu lon? 12 lon. Hả? 12 lon? Dạ. Trời ơi. Tướng nhiêu đây uống 12 lon. Dạ dạ đúng rồi. Thiệt cao không? Thủ dạ, cao thủ. Sư phụ. Nể chưa? Nể chưa? Cái đó nhỏ. Em chấp nhận kèo giới. Kèo dưới nhỏ mà có vỏ nha. Nếu vợ mình uống được vậy là mình vui bởi vì dạ. Đâu gỡ vợ gánh giùm. Uống dạ. Được nhiêu lon? Em hả? Em thì cũng được 5 lon. Em cũng có ưu điểm là không hút thuốc nha, em không có nhậu nhẹt. Ha, được. Thuốc hút được mấy điếu? Không, em muốn hút thuốc. Ờ, hút hồn. Được, không có hút thuốc. Dạ. Giờ đi nhậu dắt vợ đi theo là khỏe rồi ha. Dạ, dạ. Chấp hết đối thủ chấp luôn. Chấp hết đối thủ luôn. Tụi bay ngon uống với vợ tao. Dạ. Dữ. Uống ngay trời mình về luôn. Quá dữ. Chị ngưỡng mộ vợ em rồi đó. Dạ, dạ. Ráng cưới nha. Những cái hồi có chiều hay không chị? À, ăn thua em nữa. Dạ, ăn thua là chị á. Ông Mai bà mũi rất quan trọng. Rồi nhớ nha, tại mình dạ. Quên bà Mai dạ, á. Không quen. Nhớ gửi kẹo cu đơ vô nha. Ai dạ. À, hôm nay bạn gái em đi với thân không? Dạ, em có đi với chị gái của em ạ. Chào chị. Dạ, em chào anh Quyền Linh với chị Cát Tường ạ. Em là Trang, em là chị họ của bé Tâm ạ. À, em thấy tí cu đơ bển sao? Nói chung em thấy cặp này dễ thương. Dễ thương ha. Dạ. Chị cũng thấy dễ thương nữa mà không biết được không. Thôi để bên kia tìm hiểu đi. Thôi giờ kéo màn lên đi. Bắt tay cái coi. À, chúng ta có 2 phút để trò chuyện với nhau, bắt đầu. Chào em. Dạ, em chào anh. Lần đầu tiên gặp gỡ thì bộ bó hoa anh tặng em. Rồi, cảm ơn em. Cái tiểu sử bộ hoa này là cũng khó, cũng khổ lắm đấy. Tiểu sử cái tiểu sử của cái bộ hoa này. Rồi, ngồi xuống nghe tiểu sử bộ dạ. Hoa đi em. Lần đầu tiên là anh mua hoa tặng cho bạn gái. Nhưng mà dạ. Lúc nãy anh ghé qua cái đường gì anh cũng không có nhớ tên. Nhưng mà thấy bảng hoa là anh lại em bảo là cô bán cho con 5 bông hoa cúc màu trắng, 5 hoa cúc màu vàng, gói cho đẹp để con đi tặng bạn gái. Vậy là cô gọi và ủa cái này người ta dùng để cúng ông địa mà. Anh đang làm việc ở à anh là ở quận Thủ Đức. Em ở đây thì bây giờ đang làm việc ở đâu? Em đang làm kế toán ở dưới Vũng Tàu á. À Vũng Tàu dạ. Cũng nhưng mà tương lai anh. Nhưng tương lai là em lên đây à, lên trên sớm dạ, nha dạ. Nhân đây thì cũng cho anh được gửi lời hỏi thăm sức khỏe tới bố mẹ em với là gia đình em, đó là dạ. Lời chào cảm ơn anh rất nhiều. Em cũng vậy á. Em cũng hỏi thăm người nhà. Bởi vì bố mẹ em là người có công rất lớn để sinh ra em. Nói chung là lần đầu tiên thấy em thì anh nghĩ em cũng nhìn cũng xinh. Nhưng mà nói chung cái bên trong thì cũng phải tìm hiểu sau. Cái vẻ bên ngoài thì cũng là rất là xinh. Thì tính tình anh, cái bên trong là tính tình á. Anh có chịu về nấu ăn không? Anh thì sau này thì cũng cố gắng sẽ học, sẽ thay đổi. Nói chứ mà giờ thì thực ra thì anh không có biết nấu ăn. Nhưng mà... Có gì em chịu học nấu ăn không? Thì con có, vì vợ vì con mình có thể làm được tất cả. Thiệt không? Chắc không? Thiệt. Anh nghĩ là anh sẽ làm được. Công việc của em thì ví dụ như bấm nút hẹn hò thì có thời gian để mà dành cho nhau không hay là... Nói chung là thời gian của em cũng ít. Thì em cũng đi công tác nhiều. Anh nghĩ rằng cái mái ấm gia đình với vợ với con cũng là cái nơi bình yên mà mình tìm về. Anh cũng quan điểm là yêu nhưng một khi đã làm bạn gái hay là đã làm vợ rồi ấy, thì anh chỉ có một yêu cầu duy nhất thôi, chung thủy, không có thích nằm trong vòng tay kẻ là anh không thích. Cái đó là anh kỳ nhất là cái vấn đề đó. Hết giờ. Bạn rất là vui nhưng bạn khi mà nói chân thật như vậy rất là thật. Rồi bấm nút đi.
Suy nghĩ kỹ, nghiêm túc nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Tôi rất là bất ngờ. Dạ. Tại sao bạn nữ lại quyết định không bấm? Dạ, em cảm thấy em với anh cũng có nhiều điểm được, nhưng mà em thấy có một số điểm chưa được lắm ạ. Ví dụ? Ví dụ? Thì ví dụ như công việc của em á, thì tiếp xúc với khách hàng rất là nhiều, em đi công tác rất là nhiều. Anh nói là sợ này nọ thì thực sự thì nếu mà không có hiểu được công việc của em thì rất dễ là hiểu nhầm. Thực sự là em tránh cho anh thôi. Anh nghĩ bạn này cũng rất là thoáng, cũng hiểu mà. Dạ, hơn nữa thì em cũng là muốn ở đây làm việc lâu dài. Thì là em chưa biết lý do dạ. Bạn quyết định điều đó. Dạ đúng rồi. Em nghĩ sao? Em thì cũng bình thường thôi, em cũng tôn trọng bạn. Dạ, thì em cũng nói rồi, không có mình không ấy thì mình làm bạn không có sao hết. Coi như mình duyên chưa tới đi. Dạ. Em cảm ơn anh. Rồi, thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relate. Một cặp bà loa Samat E5. Hy vọng chúng ta sẽ có những cái kinh nghiệm nhiều hơn để tìm một nửa trái tim cho mình. Dạ. Chúc hai bạn nhiều may mắn. Cảm ơn chị. Cảm ơn anh. Chào chị bác sĩ. Cảm ơn em. Nếu bác chết con dẫn bạn đi chơi, con hứa con sẽ mua kim cương để cưới nghe bác. Tình yêu mà đôi khi chúng ta lấy nhau cũng chưa chắc là đến với nhau được cả cuộc đời. Cố gắng lên, chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai quý vị nha. Rồi, hạ màn. Và bây giờ mời bạn nữ của cặp đôi thứ hai. Xin mời bạn. Dạ, em chào chị Cát Tường, em chào anh Quỳnh Linh bên kia cánh màn ạ. Chào bạn. Dạ, em tên là Thanh Vàng và em 27 tuổi. Hiện tại em đang là nhân viên lễ tân của một khách sạn ở quận 2. Trời ơi, vàng mặt đỏ là vàng luôn chứ. Mời bạn trai. Chào các bạn, chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên đó. Dạ, em xin tự hiệu, em tên là Lê Văn Tình. Năm nay em 26 tuổi. Em là huấn luyện viên vô Vietnam. Vàng Tình, Tình Vàng. Cũng hợp lý đó nha. 27 tuổi, bên kia 26 tuổi. Nhỏ hơn tuổi có vấn đề gì không? Dạ không, có quan trọng gì đâu. Tôi hỏi bên này. Dạ em nghĩ là chắc không sao. Em giới thiệu về bản thân mình một chút xíu. Vậy lý do sao ế? Em nghĩ là phần chính là do cái tính trẻ con của em á. Dạ lúc trước em cũng có quen một anh. Quen nhau khoảng 6 tháng thôi rồi anh đó cũng không chịu nổi cái tính mà trẻ con của em á. Cho nên anh nó cũng cài số ve luôn rồi chị ơi. Vậy á. Dạ em nói là chừng nào em tìm được người nào mà kìm được cái tính trẻ con của em á, lúc đó em mới lập gia đình thôi. Chịu được không? Dạ, từ đó thì em chịu được. Tại vì em dạy trẻ con rất là nhiều. Dạy trẻ con từ mấy tuổi? Cũng cỡ 6 tuổi. Dạy bao nhiêu năm rồi? Em dạy cũng được 3-4 năm rồi. Bạn là quê ở đâu? Quê em ở Nhà Bè, ở Hồ Chí Minh. Quê xa quá hả? Bạn trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em cũng trải qua hai mối tình anh. Cái mối tình đầu của em là quen qua mạng bên trên Facebook anh. Cũng được 2-3 năm rồi. Nhưng mà khi mà gặp mặt nhau thì mình vỡ mộng ra. Em ấy xài camera 360 độ anh. Trời ơi, nhìn là vỡ mộng luôn anh. Lúc cô gái xuất hiện là hẹn ở đâu? Hẹn ở ngoài bến xe miền Tây. Ủa sao hẹn xa vậy? Dạ, tại mình hẹn xa. Được thì mình dắt ở nhà. Còn mà mình hẹn gần nhau mất là lỡ chuyện gì anh. Không phải dễ thương đó rồi, kể cái vụ này kể tiếp đi, vụ này hay nè. Cái vụ quen qua mạng 3 năm nè. Rồi mình gặp mặt nhau, cũng không phê. Ăn uống xong cũng đưa tiền cho em về. Có đưa tiền nữa? Dạ, tại vì em nói em tới đây em hết tiền anh ơi. Cậu lên, cậu không có mang theo quần áo đi luôn. Không đi về đó hả? Đúng rồi, không đi về luôn. Giờ em thấy nghi lắm rồi. Giờ em nói thôi, giờ anh còn 500 ngàn rồi thôi. Anh đưa em 450, còn 50 anh đổ xăng đi về. Hay, cái này hay nè. Chị thích em rồi đó. Thì không nè, chị? Bắt tay. Được. Thích người bạn gái thì sao? Nói chung là em cũng không kỳ lắm. Thích người biết quan tâm, chia sẻ với người mình yêu á. Và biết đối xử với người lớn tuổi. Biết nấu ăn là càng tốt. Tại vì em cũng biết nấu ăn. Thôi, em hỏi như đó thôi.
em đòi hỏi nhiều quá, mất công ế nữa chị. Hồi nãy nói dạy võ phải không? Dạ. Múa thử một xíu coi coi. Dạ em múa thôi dạ. Thôi võ sư mà đừng có dở. Giữ được, tưởng đâu nổ. Trời. Người ta nói bị dấp thôi chứ ta múa không có dấp. À. Chị thấy em nói dấp vậy như em ca là không dấp. Ca đi. Đã lâu rồi tay tôi không được dắt tay theo, đi đâu cùng chim một mình, không các gì cây hoa héo, xuân hạ thu đông chưa qua, mùa nào cũng không ai tháo. Không phải tôi không cố gắng mà vấn đề trước giờ tôi gái toàn phèo. Cô em a bị khùng, cô em bê em chê tôi lùng, cô em xê em đòi xê khủng, cô em đêm khen tôi nghèo túng, cô em nào cũng thể không thấy đâu, tôi ngày đi bị hỏi cùng, thế nên tôi ép a không dám quen lùng tung. Bao nhiêu tình đến rồi tình vẫn thế thôi, ai ngoan nga rồi cùng bước vòi, thế nên tôi ế, thế nên trễ, thế nên tôi bỏ bê, thế nên vào các dịp lễ chỉ mình tôi lái xe trường đường vậy. Tôi không phải bắt tôi mà ngủ tôi cũng không quá xấu. Thì không phải có nhà giàu nhưng mà tôi biết sống phấn đấu, vì người tôi yêu tôi luôn sẵn sàng làm một cách đủ họ kìa sao. Nhưng vấn đề ở đây là người yêu ơi em đang ở đâu. Yeah. Ủa? Yeah. Hay quá vậy ta. Yeah. Tôi chịu bạn rồi đó nha, về đội của tôi nha. Được đó. Hỏi thử bạn gái thì cảm nhận thế nào. Em cũng đang tò mò về bạn bên đó rồi đó. Hấp dẫn lắm. Bạn bên đó có tài gì không, thể hiện luôn đi. Để coi bạn bên trai cảm nhận thế nào. Có tài gì làm luôn. Dạ, chào anh. Chào bạn. Làm đi để lép vế hơn bên kia đó. Thôi em hát đại câu rồi, nha. Hát đại đi. Dạ. Yêu nhau trao nhau từng nụ hôn, nồng ấm anh ấy hôm nào. Còn đó bao dấu yêu nhưng đời ai nào ngờ, trôi như mây bay về tận cuối phương trời nào. Em qua được chị ơi. Rồi cũng được, cặp này vô cũng xứng lắm nè. Hợp, dễ thương lắm. Dạ, nhưng mà anh có bụng bia không? Em không thích bụng bia mà cỡ nhanh Quyền Linh là em chơi yeah. Trời đất ơi, sáng sáng ai cũng chơi bụng bia rồi trời. Yeah. Được. Bụng này là... Võ sư mà làm gì có bụng. Võ sư hả chị? Chỉ có cái bụng to là không khoái thôi hả? Dạ, không, thêm nữa. Gì nữa? Dạ, móng tay dài nè, hút thuốc nè, nhậu nè. Nhậu nhưng mà nhậu ít thôi, tại vì nếu mà nhậu nhiều quá rủi em nhậu nữa thì chắc là banh nhà luôn á anh. Ủa vậy em nhậu lắm hả? À dạ không, em chỉ biết uống xã giao thôi chị. Mãi lo. Nói chung là người ta tới đâu em tới đó. Dạo này gặp toàn cao thủ không? Nhưng mà anh nói nhậu cũng được, với điều kiện là anh phải tỉnh hơn em để anh đưa em về, chứ không lại hai đứa ngủ bụi sao chị? Hàng gì ế? Không phải ế mà là kén anh Quyền Linh ơi. Kén quá. Bây giờ em thích mẫu người bạn trai mình là người sao? Cao hơn em chắc là khoảng 1m65 trở lên. Dạ. Nặng khoảng 60-70kg thôi chị. Nói chung là cái gì cũng ok trừ cái bụng bia thôi đúng không? Dạ bụng bia hút thuốc anh ơi. Em có uống bia không? Dạ em chỉ uống xã giao anh. Thí dụ chưa như là công việc của anh. Rồi nó đòi hỏi mình phải vậy. Có hút thuốc không? Dạ không bao giờ. Có tật xấu gì không? Dạ tật xấu thì nhiều lắm. Tính em cũng nhiều lúc cũng khi nóng, nhiều khi mình năng động quá, giống như là đứa nít vậy. Nhưng mà thật chắc mình không có vậy, tại mình năng động thôi. Học võ mà nóng quá quýnh người ta làm sao? Vậy mới học em mới kiềm chế lại anh. Có bao giờ quýnh ai chưa? Dạ chưa bao giờ. Bị người ta quýnh xong chạy không ạ? Được võ sư là phải vậy chứ không phải ta đánh mình đánh lại. Dạ thôi tật xấu còn gì nữa? Như là em gì ta giờ hết rồi. Thôi hôm nay em đi tới đây có ai đi ủng hộ em không Vàng? Dạ em đi cùng với mẹ em. Đã chào bác. Bác thấy bạn bên đó là sao bác? Nghe võ sư cũng ớn chút. Biết nữa vậy quánh vợ dữ hùng á. Dạ bác ơi, con thấy tính học giỏi nhưng mà con hèn khô à. Đến nỗi con kiếm con họ còn dám giết mà bác. Khi học võ vô á là không bao giờ mà mình gây chuyện mà mình đánh người với bác. Dễ thương lắm, có duyên đó nha. Cũng dễ thương, cũng không có gì. Rồi, em có đi chung với ai không? Dạ có, em đi chung với mẹ em. Ha, chào cô. Dạ, chào chị. Dạ, chị thấy cô bé này sao? Thấy cũng được. Tùy theo hai đứa, ví dụ nó hợp nhau, thương nhau thì biết tính tới. Dạ. Có chuẩn bị gì cho con chưa? Có. Có rồi đúng không? Dạ. Vậy là cũng ổn rồi ha? Ổn rồi. Thôi bây giờ cho đôi trẻ nói chuyện với nhau đi chứ người thân thì cũng dễ. Rồi mình kéo màn lên đi. Bình tĩnh nha. Mình hít thở sâu kỹ rồi nói chuyện nha. Không ai dành. 3, 2, 1 bắt đầu. Nói chậm thôi. Dạ xin chào. Chào em. Dạ hồi nãy hả? Không
chút lần tình cờ đó. Quên, xin lỗi, xin lỗi, đi thấy luôn quá. Người tặng qua đây. Dạ rồi, em cảm ơn nhiều. Quan điểm của em về tình yêu là gì? Quan điểm em rất là đơn giản, gói gọn trong câu là nếu là của mình thì sẽ là của mình, không phải níu kéo gì hết trơn. Anh thì sao? Anh thì đó, anh khi yêu á là anh yêu rất là chân thật, rất là thật tình. Thể yêu á là cưới. Anh có gia trưởng không? Anh á, anh là người con gái. Không ơi, không ơi. Đã dặn từ từ rồi hả? Bình tĩnh rồi, nó lộn đó. Anh là người con trưởng trong gia đình. Con trai. Dạ. Gia đình mình đông không anh? Gia đình anh được ba anh em trai. Dạ. Bình thường anh có hay căng thẳng trước khi nói chuyện vậy không? Hay là chỉ khi lên sân khấu thôi? Chỉ trước trong sân khấu thôi. Chứ người nhà thì anh nói chuyện nó thoải mái hơn. Dạ. Quen bao lâu cưới? Em quen bao lâu cưới? Cái này... Nếu mà được thì em làm người gả và đâu phải người cưới đâu, sao anh hỏi em? Từ 6 tháng đến năm. Em nghĩ sao? Năm sau thì được rồi, tại vì nó hợp với tuổi của em. Cưới nhau ai giữ tiền? Cho anh giữ nhưng mà em sẽ xài thoải mái được không? Được hết em. Tiền thì anh sẽ đưa ra, em giữ. Thôi anh giữ tiền, em không cần giữ tiền, em chỉ cần xài tiền thôi, được không anh? Vậy được, đưa anh giữ biết còn không ta? Rồi thôi, mình qua mình nhấn nút nha. Nói một câu gì tình cảm đi. Nói gì với bác để xin dẫn đi chơi coi phim gì đi. Bác, nếu bác cho phép con dẫn bạn đi chơi á, con hứa con sẽ mua kim cương để cưới với bác. Cảm ơn kim cương của bác đi. Dạ bác ơi, con cũng không có đòi hỏi gì kim cương đâu bác ơi. Con sẽ cố gắng, nếu mà được con sẽ cố gắng. Rồi, hết thời gian. Đặt tay ra sau nha. Suy nghĩ rồi quyết định, bấm nút nha. Một, hai, ba. Hết thời gian. Cô làm tôi hú hồn cô. Tưởng đâu bữa nay hai đứa mình thua trắng rồi chứ. Sao bấm chậm vậy? Chậm vậy? Chậm 5 giây sẽ tốt hơn cho mình đó chị. Cũng hay. Nắm tay nhau cái coi. Em hơi căng thẳng xíu. Okay. Nói thì chậm mà làm không có chậm. Làm nhanh quá. Không, dễ thương. Rất là dễ thương. Tôi xin gửi tặng các bạn cặp loa của Samac E5. Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, cảm ơn chị. Vé xem phim. Cảm ơn. Chúc các bạn có những buổi xem phim thật là vui, có những nụ hôn nồng cháy. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ bảy và 22h30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Em nổ mẹ, em còn chê mẹ. Mẹ xem chương trình mẹ đừng có la con nha. Em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Rồi vậy là anh giỏi hơn em. Rồi vậy là xuất sắc hơn cả. Mời nhà trai. Thôi mời anh trai ngồi. Xin mời nhà gái. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em đầu tiên em xin kính chào anh Quyền Linh, em. Chị Hồng Vân và các bạn khán giả ở trường quay và bạn nữ bên kia. Em tên là Hoàng Ngọc Vũ, năm nay em 28 tuổi. Hiện tại thì em đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Vũ làm gì Vũ? Dạ em làm lập trình viên và marketing online. Ở quận mấy Vũ? Dạ em làm ở nhà luôn. Ở quận dạ, mấy? Gò Vấp, Gò Vấp. Bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu về bản thân mình nào. Dạ em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào tất cả. Em tên là Jessica, năm nay em 26 tuổi. Em đang làm designer và editor của trung tâm tư vấn du học Âu Mỹ. Dạ em đến từ Đà Lạt. Vậy đó. Và hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở quận mấy? Dạ em làm ở quận 3 anh Quyền Linh.
hợp lý. Jessica hả? Tức là tên Việt của mình là gì? Dạ em tên là Thúy ạ. Có ưu điểm khuyết điểm gì mình nói cho bên nhà gái nghe đi. Dạ ưu điểm của em thì em là một người sống rất là tình cảm. Rất là quan tâm đến gia đình. Tốt. Và em mà đã muốn làm cái gì á thì em sẽ quyết tâm làm đến cùng. Về mà khuyết điểm của em á thì thứ nhất là em có hút thuốc. Cái thứ hai á là em rất là kén ăn. Tại vì nhiều khi mà mẹ em nấu mà em còn chê là không có hợp khẩu vị của em. Thôi thôi, mẹ nấu mà không hợp khẩu vị biết ai nấu mà hợp đây. Trời ơi, không, tại vì ngon là được à. Tại vì em nêm nếm, em nêm ăn ăn thấy ngon. Vậy là em nói mẹ em nấu không ngon gì? Không, không phải, mẹ em nấu cũng ngon nhưng mà cũng tùy món ngon à. Trời ơi. Dạ, mẹ xem chương trình, dạ. Mẹ đừng có la con nha. Khó trong ăn uống đó nghe bạn này nè. Còn mình rồi. Thì sao nè? Dạ, khuyết điểm của em là do cái tính chất công việc của em là làm thiết kế cho nên em phải thức khuya nhiều á chị. Tối ngủ em hay bị nói mớ à. Em hay bị nghĩ là bị đồng nghiệp dí hay là sếp dí. Còn cái khuyết điểm thứ hai của em là mỗi lần đi coi phim á là em hay để ý những cái hiệu ứng hơn là để ý xem là nội dung của phim như thế nào, hay hay dở, diễn viên đẹp hay xấu. Cho nên người ta đi coi phim với em thì người ta hơi bị chán. Em ăn nhiều nhưng mà không có mập được. Trời ơi, cái đó ưu điểm nữa cưng. Dạ. Cưng. Dạ. Ở đây không ăn mà hít không khí không còn mập đây nè. Muốn chết vậy đó. Dạ. Đừng có nói chữ mập, nó nhạy cảm lắm. Thôi nín đi. Giờ ưu điểm mình là gì nè? Dạ, em có thể tự độc lập tài chính, em tự kiếm ra tiền lo cho bản thân và lo được cho gia đình em. Ngày hôm nay em có chuẩn bị một cái món bánh cho em tự làm, mời hai MC cùng với anh trai bên kia. Trời ngon à. Trời ngon à. Anh Quyền Linh ơi, nếu như mà anh ăn bánh của em á, mà anh thấy ngon á thì anh có cho em cái địa chỉ đi, là em sẽ làm và ship qua nhà anh. Trời ơi được. Trời ơi. Ai như bà mối kia. Trời ơi. Cưng. Dạ. Mình đã bắt đầu độc lập về tài chính từ năm bao nhiêu tuổi? Dạ, em đã độc lập từ tài chính từ năm 22 tuổi sau khi em tốt nghiệp đại học rồi. Và em đã, từ cái thời điểm đó là em đã gửi tiền về lo được cho gia đình. Quá giỏi, xuất sắc nha bạn trai, nghe xuất sắc nha. Em độc lập tài chính từ năm 18 tuổi rồi chị ơi. Dạ, vậy là anh giỏi hơn em. Rồi, vậy là xuất sắc hơn, càng tốt em ơi. Dạ. Tôi độc lập tài chính từ lúc 3 tuổi rồi nè. Dạ. Dạ. Bây giờ mối tình của mình thì được mấy mối tình rồi? Em có một mối tình sâu đậm nhất, một mối tình 8 năm. Và em đã chia tay được 1 năm rồi. Thanh mai trúc mã luôn á. Lúc mà bọn em yêu nhau thì không có vấn đề gì hết. Mà khi ra làm chung thì mâu thuẫn nhiều. Và anh đó không bảo vệ được cho em và bọn em chia tay. À vậy, hai đứa làm chung chỗ hả? Dạ đúng rồi. Tội nghiệp quá, mối tình 8 năm mà chia tay. Mấy mối tình này nói cho bà mối nghe đi. Dạ em chào chị Hồng Vân. Em đã trải qua hai mối tình. Một mối thì là em đơn phương năm lớp 8. Thôi thôi. Còn cái mối tình gần đây nhất thì em chia tay cách đây 2 năm. Mới quen được có khoảng gần 5 ha. Gần 5 mà chia tay 2 năm rồi thì cũng không có gì là sâu sắc rồi đúng không? Chỉ có ấn tượng nhất là mối tình năm lớp 8 mà em yêu đơn phương người ta thôi chị. Vậy đó hả? Dạ. Bây giờ vẫn còn yêu không? Bây giờ mình chỉ nhớ về cái ký ức thôi chị. Giờ người ta đã có gia đình rồi đúng không? Người ta chưa có gia đình, người ta mới có bạn trai thôi. Em kiếm tiền từ năm 18 tuổi luôn. Vâng. 18 tuổi em cũng ra đời, em làm nhiều ngành nghề em chị. Có nuôi gia đình không? Em có gánh nặng về gia đình? Em vẫn có hỗ trợ ba mẹ tiền sinh hoạt các thứ vậy. Rồi giờ mình đã có nhà riêng chưa? Không, em vẫn ở chung với ba mẹ em. Em thích cái mẫu người con gái như thế nào? Thường thì em thích một người con gái là biết nấu ăn là em thích rồi đó. Hiền lành, biết quan tâm chăm sóc với gia đình. Bạn đó là designer đó. Mấy cái người như vậy chắc lành lắm á. Em sợ chị nhất là những biết, người lăn, tại vì nhất là em nhìn là em sẽ hết hồn, tại vì người ta design á là về cách ăn mặc, về gu ăn mặc của người ta rất là có gu rồi. Đúng em không? Em thích một người mà giản dị tí thôi, đừng có mà cầu kỳ quá, hiện đại thì cũng được nhưng mà đừng có hiện đại quá thì hại điện á. Yeah. Bên đây cũng có gu vậy, mặc quần rất tan nát. Ông mối sao người ta y vậy thôi, ông tưởng ông mặc đồ lành lặn à? Cũng có rất mà da. Hay thật. Hình mẫu lý tưởng nếu mà xét về bản vẻ ngoại hình đó thì cỡ Mizu. Rồi có cần giỏi giống như Mizu không? Không cần đâu, bình thường là được chị. Chỉ cần ngoan hiền, giao diện dễ thương, đừng có chỉnh sửa Photoshop nhiều á. Ừ, thưa, đừng chỉnh sửa tự nhiên đúng truyền thống. Nhưng mà bây giờ người ta là vừa giỏi mà vừa có cái nét của Mizu thì theo em thì sao? Thì nếu thì mà sao? Vậy em sợ em bị nét vẽ thôi chị ơi. Mi gì đây? Anh giúp em. Em chào anh Quyền Linh. Trời ơi, dễ thương. Bên đây nghe em nói thì dạ. Biết rằng em là một người cũng rất là năng động. Dạ. Và biết tự lập, biết kiếm tiền ha. Thì em yêu cầu như thế nào? Em muốn một chàng trai thế nào có thể
diễn tả thử xem. Dạ, về ngoại hình á thì em không có yêu cầu gì hết. Vì em quan niệm là một chàng trai quá đẹp thì nó sẽ không có chung thủy. Em chỉ cần là em không. Nhìn em yêu là được. Không đúng đâu. Có những người rất đẹp nhưng họ rất là chung thủy. Dạ. Có đôi khi có những người không đẹp mà họ không chung thủy. Cái này cũng tùy theo con người chứ đừng mình đừng nói đẹp là không chung thủy. Cái đẹp như chị Hồng Vân á, chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Chị cũng chung thủy lắm chứ bộ. Người ta đừng nói con trai, người ta không có nói đến phụ nữ. Mình nói phụ nữ ai cũng chung thủy hết trơn á, 80% là phụ nữ chung thủy rồi. Nhân nhà gái tôi xin mời ông một cái bánh với lại bạn bên kia một cái bánh. Mà rồi cho được không? Không. Rồi nhận xét giờ ông thích ăn gì tôi lấy. Hả? Thích ăn gì đưa nè. Cho bạn trai ăn trước đi. Đó mọi người ơi, đẹp lắm luôn. Trời cô gái. Ơi, bánh nhiều màu sắc đi. Sắc. Để coi bạn trai ăn cái gì. Em ăn cưng cái ơi, đi cho ăn gì nào? Em đang thèm. Không, bỏ tay ra. Chị em lấy cái này chị. Cái mà nhiều màu sắc cốm phải không? Rồi dạ, dạ. Ok. Lấy đúng cái mình thích ta. Thôi vậy thôi em nhờ anh phải lên để em lấy cái này. Có tới hai cái cốm. Em là giai chính mà. Rồi ăn đi xong. Còn cái nữa được không? Không. Kèo quá. Đúng quá, rồi, đúng phải đưa mình hết hộp á. Dạ. Mình thưởng thức đi em. Thưởng thức. Ngon quá, nhìn ngon quá. Nhìn kem. Nhìn kem ngon quá. Ngon thì bên nhà gái tôi nói là nếu mà anh Linh thích thì là bạn sẽ làm, bạn ship tới tận nơi cho anh. Còn cái nữa thôi. Không. Ngon quá. Sao bạn trai thấy sao nè, cho cảm xúc coi nè. Đưa đây bỏ thùng rác cho. Ngon chị ơi, cho em xin thêm một cái nữa chị ơi. Đó thì để nói cho bạn biết là bạn khó ăn đúng không? Bên đây là bánh là rất là khó. Không. Được, đàn trai chịu quá. Đó, bên nhà gái tôi có quyền chọn. Em hình dung cái người con trai ngồi bên rào bên kia như thế nào? Có thể là anh đó cao 1m8. Mét mấy? Có 1m8 không anh? Không em ơi. Xuống dạ 1m7 cũng được. À. 1m7 hả em? Được. Dạ. Cỡ ở đây. Mét dưới được không em ơi? Em nghĩ là anh có mắt 2 mí hả anh? Anh có mắt 2 mí không? Anh mắt 2 mí nhưng mà mét rưỡi được không em? Ủa hồi nãy em mới nói 1m7 mà. Mét không rưỡi mà ý anh hỏi á là mét rưỡi được không? Cũng được không sao được. Em chỉ cần con trai giỏi nghe, thôi. Nghe cũng được, nó hơi bị miễn cưỡng em. Em nghĩ là anh tóc anh nhiều. Rồi sao nữa nè, tưởng tượng dạ, nữa không? Em nghĩ là anh đang mặc một cái áo sơ mi và một cái quần tay. Mang đôi giày tay. Đúng không anh? Áo sơ mi thì có nhưng mà quần... đúng chứ ta. Quần jean rách. Rách từ không sao, cá tính. Tại em cá làm tính. Designer, tưởng em thích mà. Cá tính à, ngày hôm nay em có kế một cái này. Dạ. Đây, hãy nói với chị, em gửi cho ai? Dạ, em muốn gửi cho anh trai bên kia. Đó chỉ là lời nhắn của em để gửi cho anh đó thôi. Lời nhắn hay hâm dọa anh? Hai tay đàng hoàng, bên đây người ta trân trọng. Đàn trai xin phép nhận. Có kèm bánh nữa tốt. Đúng rồi, đúng rồi. Đọc đi em. Anh à, em là một cô gái bình thường nhưng chắc chắn sẽ khác với tất cả các cô gái khác. Em là người không ngại học hỏi và chăm chỉ để đạt được mục tiêu. Em đang tìm kiếm người đàn ông có thể chưa có gì trong tay ngay bây giờ, nhưng chắc chắn sau này phải có chí tiến thủ. Em không ngại cùng anh vượt qua khó khăn, nhưng anh phải chắc chắn một điều. Anh phải thật sự cố gắng hết mình cho cả hai để không phải vì chuyện miếng cơm manh áo mà sau này nặng lời với nhau. Em đưa ra thử thách này. Nếu anh đồng ý, em muốn cùng anh đặt mục tiêu cho tụi mình là anh sẽ đạt được thành công trong công việc và sẽ có được mức lương thu nhập ở con số 30 triệu một tháng. Anh chấp nhận thử thách này của em không? Em nói lương em nhiều một tháng. Lương em hả? Ừ. Khoảng nhiều một tháng. Khoảng bằng cái mức lương bạn đang yêu cầu. Có khi nào hơn không? Cái này bí mật anh. Lập trình viên là lương cao lắm nha. Vâng. Sao tôi nói cho các bạn biết, lập trình viên hiện nay tôi có thuê lập trình viên rất nhiều rồi. Làm một tháng từ 60 triệu đến 80 triệu. Được chưa? Dạ. Yên tâm chưa đàn gái? Dạ. Thử thách này đã vượt qua. Vâng. Cô gái đi với ai vậy? Dạ, em có đi với chị đồng nghiệp và chị ở chung nhà với em. Chào cô Hồng Vân và chú Nguyên Linh và mọi người trong trường quay ạ. Thì cháu là đồng nghiệp cùng với lại cơ quan của Thúy và ở cùng nhà với em ạ. Với cái bạn trai bên này thì chắc là khá là hợp với lại cái yêu cầu của Thúy. Thúy nói là Thúy không yêu cầu ngoại hình thôi, nhưng mà Thúy rất là thích những cái bạn mà ngoại hình sáng sủa, nhìn vừa mắt của Thúy ấy. Cháu thấy là bạn bên này thì khá là hợp với Thúy. Có điều là
thấy bạn Thúy nhà em thì hơi ít nói, với lại bạn hơi nội tâm, dễ bắt nạt ấy. Bạn bên này thấy lanh quá cô, sợ là về bạn bắt nạt Thúy ấy. Với lại là bạn có nói là cái chuyện người yêu cũ của bạn ấy mà bạn còn lấn cấn cái tình yêu suốt từ năm lớp 8 đến giờ. Thì không biết là sau này bạn, giả sử như mà bạn đến với Thúy đi, mà cô gái kia thì cô cũng chưa lấy chồng, thế cô lại muốn quay lại với bạn thì bạn tính thế nào? Hoặc là bạn nói là bạn đã tính toán hết cái chuyện như là lấy vợ, sinh con rồi này kia, thì bạn tính thế nào? Con bạn đi học như nào, rồi tiền là bỉm sữa, rồi học hành như nào, bạn đã tính như nào rồi, thì bạn chia sẻ một chút cho Thúy và mọi người ở đây cùng biết. Đó. Về cái vấn đề mà mối tình lớp 8 á, thì hiện tại thì mình không có còn nhớ đến nữa, nó chỉ là một ký ức thôi. Chứ là mình không có lưu luyến. Còn về việc mình lăn á, lăn ở đây không phải là lăn theo kiểu bắt nạt người khác, mà lăn ở đây là lăn trong công việc, trong các mối quan hệ để mình giao tiếp tốt với lại mọi người xung quanh. Còn mà về vấn đề mà bạn muốn thắc mắc là mình chuẩn bị những gì, như là con cái, tiền sinh đó, cái đấy thì mình đã chuẩn bị trong đầu hết rồi, cho nên là bạn cứ yên tâm. Những cái gì tốt nhất là mình sẽ dành cho người con gái của mình. Yên tâm thì yên tâm rồi, nhưng mà nếu được thì bạn chia sẻ một chút đi. Tại vì nhiều bạn trai cứ hứa hẹn ấy, em cứ về với anh, em yên tâm, em sẽ thế này, em sẽ thế kia. Thế thì mình biết nhiều bạn trai cũng hứa hẹn là sẽ yên tâm. Nhưng mà nếu mà bạn muốn chi tiết, ý của bạn là muốn chi tiết luôn gì đúng không? Cũng không cần phải chi tiết, nhưng mà bạn có thể nói là ví dụ bạn nếu như mà bạn đến với Thúy chẳng hạn, thì là cái dự định về cuộc sống của bạn như nào, con cái thì sinh mấy đứa chẳng hạn này, sống ở đâu, rồi học cái gì, như thế nào. Đó, à cái vấn đề đấy thì cái vấn đề đấy là sau này với lại mình sẽ học với bạn gái, ví dụ như con cái thì sẽ học ở trường quốc tế, còn sân ở bệnh viện quốc tế, rồi nếu mà học thì mình định hướng con cái mình sẽ học theo lĩnh vực công nghệ thông tin luôn, chứ mình không muốn con mình phải đi theo những lĩnh vực khác, tại vì nó là cũng là đam mê của mình. Nghe bạn trai chia sẻ thì thấy là hợp với Thúy rồi ạ. Cảm ơn rồi, bạn cảm ơn bạn nữ. Rồi bây giờ xin mời bạn trai, bạn đi với ai vậy? Dạ em đi với lại anh họ của em ạ. Em chào chị Hồng Vân với chào anh Quyền Linh với các bạn trong trường quay. Em là anh họ của Vũ, cũng ở gần nhà Vũ. Thì do cái đặc thù cái công việc của em làm trên online với lại tiếp xúc khách hàng nhiều á, nên cái tính tình nó hơi năng động một xíu. Nói về tương lai á, thì Vũ có chia sẻ với em á, là Vũ cũng đã chuẩn bị cho cái ngày những ngày sắp tới nếu mà lập gia đình rồi. Cứ yên tâm về vấn đề đó, hay chia sẻ với anh điều đó. Dạ. Yeah. Rồi. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Đúng nha. Đúng rồi, mở rào thôi. Mở rào. Tiến lên. Đứng lên nhận quà, trao quà. Nào. Có món quà tặng bạn. Dạ, em cảm ơn. Tại mình tính mua hoa nhưng mà mình lại thấy bạn như một đóa hoa rồi, cho nên là mình đứng đó mở quà đó luôn. Dạ. Em tặng anh bức tranh em vẽ về Đà Lạt á anh. Anh có đi Đà Lạt bao giờ chưa anh? Anh đi đúng một lần năm học cấp 3, tại vì anh ít khi đi du lịch xa, tại vì mỗi khi đi xa là anh thấy nhớ nhà. Quà của anh đa dạng. Anh tặng em một con gấu bông, một cái lắc tay. Dạ. Với lại một cái đồng hồ thông minh, với lại một cái lọ đựng hoa để em trưng trong phòng cho đẹp, với lại có một cái tấm thiệp. Đọc tấm thiệp đi, đưa cái quà đây. Người cô đơn trái tim rất dễ tổn thương. Nếu em không ngại hãy để anh là mảnh ghép còn lại trong trái tim em nhé. Dễ thương quá anh. Bình thường anh nói chuyện cũng ngọt ngào vậy? Không, bình thường anh thường anh nhắn tin hay anh ghi ra giấy thì anh ngọt thôi, chứ nói chuyện anh ngại nói ngọt lắm. Em có giống như trong anh tưởng tượng nãy giờ không? Cũng giống á. Anh nghĩ ở sau bức màn nãy giờ em là một người ngoại hình như thế nào? Thì anh nghĩ là em một người ngoại hình nhỏ nhắn. Dạ. Dễ thương, xinh xắn. Có giống như cái mẫu người mà anh muốn, có giống như Mizu không anh? Cũng được. Không phải, cái Mizu là chẳng qua là anh đưa ý tưởng vậy thôi. Nhưng mà không phải giống 100% được. Em cũng là vô tiêu chuẩn của anh. Đúng cô của anh. Em có nhận xét gì về anh không? Nói chung em rất là thích con trai năng động. Và em thấy anh cũng làm nghề liên quan tới công nghệ giống em rất là thích. Với lại em thích con trai đeo mắt kiến nữa, hồi nãy em không nói. Đeo mắt kiến nhìn chi thức. Thì không biết là em có ý định mà lập gia đình sớm không, hay là em
dự định muốn của là anh mình là bao kỹ. Giờ lập gia đình? Không, dự định của anh thì anh tôn trọng quyết định của bạn nữ, nhưng mà theo anh á thì mình tìm hiểu kỹ á thì mình lúc mà mình lấy nhau thì nó đỡ được những cái giống như là những cái mâu thuẫn. Theo em á thì cái chuyện quen lâu hay không nó không quan trọng bằng cái chuyện mà đủ duyên nợ thì mình đến với nhau. Em đang sống ở, dạ, ở trong 3. Sài Gòn luôn hả? Dạ. Em thuê nhà ở chung với chị. Còn ba mẹ em ở dưới ở Đà Lạt anh. À Đà Lạt hả? Dạ. Anh cũng thích Đà Lạt lắm á. Nhưng vậy mà giờ anh có lý do để đi Đà Lạt rồi đó. Thì đó, anh không ngại đến Đà Lạt đâu, anh chỉ cần em đi cùng anh thôi. À tại vì hồi trước anh có đi Đà Lạt nhưng mà đấy là năm cấp 3 anh có đi đúng một lần rồi, còn sau đó đi là anh không có đi Đà Lạt. Dạ. Tại vì không có ai đi cùng với anh hết á. Lâu nay em cũng đi về Đà Lạt và đi có một mình thôi, em cũng muốn có người đi cùng với em. À, thường nếu mà em có thích đi du lịch không? Dạ có anh. Thường thì em đi du lịch thì em đi xa không hay là em đi... Em chỉ đi trong nước thôi. Không, anh biết rồi, trong nước nhưng mà ý là em đi bằng xe máy, đi phượt, dạy đi phượt hay là em đi như nào? Em không có thích đi phượt lắm. Cái đấy giống anh á. Dạ đúng. Tại vì ngồi xe lâu mệt lắm. Dạ đúng rồi. Cái thời gian đó mình có thể dùng để đi chơi nó thoải mái hơn là thời gian ngồi xe nó rất là mệt. Nếu mà anh đi du lịch là anh phải đi máy bay không à? Chứ anh đi xe là anh chịu, anh không đi được điểm xe. Điểm đó anh với em hợp nhau rồi. Anh thì bình thường anh làm việc á, anh ngồi máy tính một ngày có khoảng mười mấy 20 tiếng là anh ngủ ít. Nhưng mà cái sở thích của anh á là đọc truyện, xem phim với lại anh nghe mấy cái nhạc nào mà hay hay thì anh hay edit lại mấy cái video để xong anh up lên Facebook anh. Để lâu lâu anh vô anh nghe. Em cũng hay dựng phim. Em có thể tiến tới và nắm tay cô gái nói điều gì đó hoặc hát một bài nào đó. Em hát dở, em nhường bạn gái hát thôi, trước em không hát được. Anh nói với em cũng được, không cần phải hát đâu. Thôi nắm tay cổ đứng lên đi dạ. Cưng. Người ta đưa tay nãy giờ rồi, không chịu nắm nữa. Anh sợ em vậy luôn. Không, tay anh ra mồ hôi cho nên anh ngại nắm tay. Anh nắm tay kia được không? Em đâu có ngại đâu. Rồi anh nói gì với em đi. Anh hy vọng là em và anh có thể cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau. Dạ. Anh thấy em thì anh cũng rất là mến em. Dạ. Tí nữa bấm nút nha em. Tí nữa bấm nút nha em. Nãy giờ chúng tôi đã để thời gian cũng khá dài để các bạn có thể trao đổi về rất nhiều thứ. Quyết định bấm nút là phải có trách nhiệm với điều đó. Chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Tốt rồi. Rồi thôi mình nắm tay đi cưng. Nắm tay đi. Đó, mình trao nhau cái nụ hôn đầu tiên đi cưng. Anh xin phép hôn em nhé. Hai đứa rất là dễ thương luôn. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng kiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chúc hai bạn hạnh phúc nha. Vâng, em cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Bè với lại em cảm ơn sớm nha, anh thấy thích cái cuộc sống tự do hơn. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? Có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lắm. Vậy ví dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Ngày mai nắng sớm chiều tà. Bây giờ anh có muốn về nhà với em không?
Mời gia đình nhà gái. Mời bạn trai. Em giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Nguyễn Thị Tú Trinh. Năm nay em 31 tuổi, quê của em ở An Giang. Dạ, em đang làm ở Bình Dương. Dạ, em là nhân viên văn phòng. Rồi, mời đàn trai. Chào anh Quỳnh Linh. Chào em. Em chào chị Hồng Vân. Chào bạn nữ bên kia. Chào đại diện hai bên gia đình. Em tên đầy đủ là Phạm Văn Sinh, 34 tuổi. Và em đến từ Biên Hòa, Đồng Nai. Sinh đang làm gì? Dạ, nghề nghiệp của em là dược sĩ ạ. Dạ, em đang làm một công ty sản xuất dược phẩm ở Biên Hòa, Đồng Nai. Mình nói về cái điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Gương. Dạ, điểm mạnh của em là em chịu khó và hay giúp đỡ người khác. Nhưng mà điểm yếu của em là rất là dễ tin người nên dễ bị dụ. Dễ bị dụ. Rồi, mời em trai. Dạ, ưu điểm của em á thì em sống tự lập. Và có thể là nấu ăn được. Em thích học hỏi. Với lại em biết quan tâm với mọi người xung quanh. Với lại em có thể hát cũng được ạ. Có khuyết điểm gì không? Dạ có khuyết điểm là tại em cũng cái tật em cũng ít nói chuyện. Với lại em ít cái biểu hiện cái tình cảm ra bên ngoài. Và có một số bạn thì ví dụ với tiếp xúc em lần đầu á thì có vẻ như em rất là lạnh lùng này kia. Em có mấy mối tình rồi? Em thì đã trải qua hai mối tình chính thức ạ. Mối tình đầu tiên là thời đi học. Và mối tình thứ hai thì là cũng cách đây khoảng 3 năm. Mời đàn gái. Em cũng trải qua hai mối tình. Mối tình của em là từ lúc em học lớp 9. Em quen xong bạn đó nghỉ học nhưng mà em vẫn học. Bạn đó muốn tiến tới hôn nhân thì em cảm thấy là nó không có đủ tình cảm để đi đến hôn nhân. Còn mối tình thứ hai của em thì bạn nam đó hơi thấp hơn em. Với lại em cảm thấy nó không hợp trong tính cách nữa. Cho nên em không đi đến hôn nhân. Như vậy là trong bao lâu rồi em đã chia tay bạn đó bao lâu? 5-6 năm rồi chị. 5-6 năm rồi. Mà 5-6 năm rồi chưa có một mối tình nào khác nữa. Dạ đúng rồi. Em cảm thấy như ở mức độ bạn bè với là em trong 5-6 năm nay em thấy thích cái cuộc sống tự do hơn. Đó. Rồi, chào em gái. Dạ, em chào anh. Em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Em muốn thứ nhất là nếu như họ nói về ngoại hình thì bạn đó có thể cao hơn em. Chỉ cần bạn đó không có gia trưởng, không có tính toán, không có nói nhiều là được. Nhưng mà em mong muốn bạn trai cao mét bao nhiêu? Dạ, em bản thân em cao 1m65 rồi. Bạn đó có thể là cao 67 hoặc trở lên. 67 đổ lên ha. Dạ, cao 1m72 chị Vân ơi. 72. Rồi, vậy dạ, rồi. 1m72. Bây giờ bạn gái nói như vậy thì em cảm giác là em có khoảng bao nhiêu phần trăm để đáp ứng bên đó? À, nếu như mà những yêu cầu của bạn nữ bên kia thì em có thể là em sẽ được 70-80%. Anh ơi, anh có biết nấu ăn không anh? À, có biết em. Chứ em nấu ăn là tại lớp. Không sao, từ từ rồi cũng sẽ nấu tốt thôi. Vậy thí dụ như sau này mình có về chung một nhà thì anh nấu đi, em lặt rau, em rửa chén cho. Cũng được em. Chào em. Dạ, chào chị. Rồi, vậy thì em mong muốn cái người bạn gái của em như thế nào? Bạn nữ của em muốn tìm á, biết chia sẻ. Và đặc biệt em cần một điều đó là cái đạo đức. Em có một cái hình mẫu lý tưởng nào không? Dạ, người để em có thể là thần tượng nhiều nhất á thì đó là chị Mỹ Tâm. Cái tâm làm nghề của chị. Và thứ hai nữa là cái giọng hát của chị rất là hay. Em hát được nổi giống Mỹ Tâm không em? Có biết hát không? Em hát không hay nhưng mà em hát, em hay hát. À vậy hả? Vậy dạ. Chút em hát cho anh nghe thử nha. Dạ. Rồi hôm nay em đi với ai? Dạ, em đi với chị gái và cháu của em. Chào em Linh với chào chị Hồng Vân. Dạ, nói về Trinh á thì sống rất là tình cảm, rất là có hiếu với ba mẹ. Qua lần đầu thì mình không thể nào nhận xét được, nhưng mà nhìn thấy tính cách em nói chuyện thì cũng hiền. Thế chị thì chị thấy em nói chuyện thì được đó. Để coi hai em cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau đi. Rồi, cảm ơn chị. Ta đi với ai? Dạ, hôm nay em đi với anh hai của em với lại một bạn đồng nghiệp cũ ạ. Động viên em đăng ký chương trình. Xin chào chị Hồng Vân, xin chào quý khán giả và gia đình em gái. Em là anh trai, anh cả của Phương Sinh. Sinh thì sống rất là đầm tính, không bao giờ gia trưởng. Rất là thương yêu và chăm sóc mọi người. Anh thấy em gái bên này thì cũng rất là xinh, đầm tính. Thì anh cũng hy vọng là hai em cho nhau cơ hội để tìm hiểu. Rồi, xin hẹn. Rồi, cảm ơn anh hai. Rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt nha. Mở rào. Bắt đầu đi Sinh. Chào em. Hôm nay anh tới đây anh có món quà anh tặng cho em. Dạ em cảm ơn. Em cũng có món quà tặng anh. Nãy em nói em tặng bạn đó bài hát đó. Dạ em hát không có hay mong mọi người đừng có cười. Dạ.
Em bảo anh nếu em là nữ hoàng, anh xin gì thì em sẽ ban cho. Sợ mẹ cha hay chuyện của đôi mình, anh nói dối thưa đây cô bạn học. Đã lâu rồi cô mới vừa gặp nhau. Anh trai sao? Dạ, em thấy bạn hát cũng hay ạ. Em có tặng bạn không? Tặng dạ, hát dạ tặng có. Bạn không? Anh sẽ là dòng sông, đêm là biển rộng. Anh sẽ là gió lộng, đêm là mây bay. Anh sẽ là nắng mai, đêm là hoa đỏ. Anh sẽ là lối nhỏ, đêm bước vào đời. Xin cảm ơn. Rồi, chào em. Em có điều gì muốn hỏi anh không? Tâm sự không? Em hỏi anh là anh có quan điểm như thế nào về cuộc sống hôn nhân? Anh nghĩ thì nếu như hôn nhân á thì quan trọng nhất á là cái sự chia sẻ, sự tha thứ với nhau. Rồi anh có gia trưởng không? Không. Anh có biết hút thuốc không? Không, anh không hút thuốc. Thỉnh thoảng đi đám tiệc thì cũng có thể là uống được vài lon. Dạ. Mình lấy nhau về vậy rồi có làm dâu không anh? Nếu như mà về với nhà bố mẹ thì mình sẽ ở chung với bố mẹ. Còn ở Biên Hòa thì nếu mà ở đây thì chắc là anh nghĩ là cũng chỉ có hai vợ chồng ở thôi, nếu như mình đến hôn nhân. Ví dụ như em thích cái cuộc sống ở trên đây thì sao? Thì anh cũng có xu hướng là anh lập nghiệp trên đây hơn. Hãy tiến đến và đứng gần Trinh và nói cái gì đó. Dạ. Suy nghĩ gì Trinh như thế nào? Anh thì anh có đọc một bài thơ trên mạng. Có khi đi nửa cuộc đời cũng không tìm được một người mình yêu. Lắm khi chỉ một buổi chiều mình gặp người đó mình yêu tới già. Thì anh nghĩ và hôm nay là cái ngày và cả một buổi chiều nữa anh và em tìm được nhau, thì anh nghĩ mình có thể là mình đi nắm tay với nhau, mình tìm hiểu và đi đến tới già luôn. Vậy em cũng có câu em muốn hỏi anh. Ngày mai nắng sớm chiều tà, bây giờ anh có muốn về nhà với em không? Đó là điều đương nhiên, anh cũng rất là muốn về nhà với em. Dạ. Nếu anh không muốn thì anh sẽ không tới đây. Dạ. Rất là hợp nhau đấy. Chúng ta hãy kiểm tra lại một lần nữa xem đây có phải là một người để mình hướng tới. Sau 3 tiếng đếm của chị Hồng Vân, chúng ta sẽ quyết định. 1 2 3. Hết thời gian. Bên đây nhé. Ủa rồi. Đấy, chàng trai này tuy là hiền nhưng mà rất là quyết liệt. Khi mà đếm tới 1, 2 là bấm rất là mạnh luôn. Bấm gần như là dùng hết cái lực mình. Bây giờ đã đến lúc chúng ta chính thức hẹn hò với nhau. Hãy nắm tay Trinh đi nào. Xin phép hôn nụ hôn đầu tiên. Anh xin phép là cho trao bạn nụ hôn ạ. Từ ngay sân khấu luôn đúng không ạ? Anh chưa. Cố gắng lên nha, chăm sóc mối tình này. Tặng bạn một bộ sản phẩm viên uống mắc he, ngăn ngừa rụng tóc, kích thích mọc tóc nhanh, chắc khỏe và bóng mượt. Mắc he dùng tốt cho cả nam và nữ. Robot thương hiệu quốc gia gửi tặng hai bạn voucher 50% khi mua thiết bị điện, dây cáp điện, máy làm mát và máy lọc nước robot thế hệ mới. Ứng dụng vi mạch và màn hình hiển thị giúp mọi người kiểm soát chất lượng nước lọc trước khi sử dụng, an toàn cho sức khỏe. Nếu như hai bạn tiến đến hôn nhân, robot sẽ tặng máy lọc nước trị giá 10 triệu đồng. Robot chất lượng nước, chất lượng sống. Thương hiệu Duhan dành tặng cho các bạn bộ đèn LED, ốp trần, vách và một ổ cắm, một tay cao cấp Duhan. Duhan tự hào đèn LED Việt. Nước khoáng Đảnh Thạnh Vicoda tặng bạn sản phẩm nước khoáng ghiềm thiên nhiên Vicoda với độ pH tự nhiên 8.5, giúp trung hòa lượng axit dư thừa, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt về tiêu hóa. Sản phẩm được đóng chai ngay tại nguồn khoáng Đảnh Thạnh, đảm bảo chất lượng đồng nhất, giữ trọn vẹn các khoáng chất cần thiết cho cơ thể. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà trị giá 20 triệu đồng dành cho những cặp đôi chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Nắm chặt đây nha, xin nha. Dạ, anh cảm ơn.
Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 15:20 Chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ta có thể xem lại chương trình thông qua cổng MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn nhãn hàng thép Vina Kiyoway, thép xây dựng Nhật Bản tinh thần thép đã tài trợ chính chương trình này. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào và hẹn gặp lại. Anh sống nội tâm một chút, kiểu nội tâm quá nên đâm ra là đôi khi mà ở ngoài em là một người khác, mà về nhà em mới được là chính em, kiểu như điên điên khùng khùng nhay nhay vậy đó. Nhay là em sẽ làm mặt lặng à, nhay nữa là em sẽ giận luôn. Em không thích nhay nhiều. Xác định là quen khách sạn, trong khách sạn hay quen nhà hàng? Dạ trong khách sạn nè. Ai cũng nói mặt em là gian dâm, đôi khi nhìn mặt nó vậy chứ nó có, không có vậy đâu. Ừ, quan trọng nó không vậy đâu, được rồi. Em là người rất nhiệt tình, ham hỏi, nhiều người để làm là mình hơi khó. Do chị tính quá đúng không? Dạ, cái tính mình ở dạng như sạch sẽ, gọn gàng, thiếu á. Có lẽ bạn nam bên kia bù đắp cho con được. Con thích nấu ăn nhưng mà quét dọn nhà thì con lại hơi lời xíu. Chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò được phát sóng vào lúc 15:20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.